Mấy anh chị có sống ở hẻm chưa? Bất cứ con hẻm nào của Sài Gòn cũng chứa đựng vạn điều kỳ thú trong đó. Mà hẻm tôi vui nhất nha. Ở nơi bà con chòm xóm ai cũng yêu thương nhau, coi nhau như anh em ruột thịt trong gia đình vậy đó. Nói thiệt. Đó, ngày này muốn nhậu là sao mày? Hả? Cặp đôi hạnh phúc đó là ba má của con này nè, thằng Tuấn đích bự, đó là bạn chí cốt con út nhà tôi, con bồ tọ. Con đích sớm đầu động mà nó quậy sanh bệnh. Nhìn mặt nó đi. Đó, nó đụng tao mà nó còn nhìn nữa kìa. Đó, thấy không? Đó, đụng nữa đó. Thấy nó chạy mà tôi sanh hận. Chắc nó nghĩ trong xóm ai cũng rảnh như nó. Đời đâu có vậy con. Đây, con ruột chị hai tôi, chúa tể môi giới bất động sản Bình Lợi. Mày tin tao đạp mà giống chế banh không mày hả? Hả? Con mà nó chế banh tôi kìa. Bữa đang ba bữa con này là ai đây? Chị ruột tôi đó. Má Bình Lợi. Đâu đánh mày thêm. Trong sớm bà không ưa ai hết. Mà cũng không ai ưa bà. Cái gì vậy con? Thằng Bỉ Liễn này là thằng phú em tôi luôn. Trời ơi chị hai sao chị chọi em vậy? Tội nghiệp, bình thường nó ít nói lắm. Vì trong gia đình nó không có tiếng nói. Nó bị quỷ này dành nè. Chị bị điên à? Chị làm đi chị phải chọi cái mất dép vào mặt chồng em. Còn anh, vợ thằng phú, nữ hoàng tấp lô. Chồng mày nó thui quá hả? Ổn, không ai hỗn lợn. Trời quá rồi coi. Đây, tôi nè. Đây kia mày né ra coi. Đó, đây mấy tư nè. Bớt đá lại. Mày mà rối hết nguyên sớm. Ba sang, trong bộ tứ anh em giàu sang phú quý mà nghèo thấy bà nội. Mày bớt quánh nó lợ. Không thôi tôi đập mày sanh bệnh á. Thôi về chú tể bao đồng ra rồi làm không có lợi ông đâu. Nhanh vậy.